chúng ta thấy là một cái vấn đề cho các bác sĩ tim mạch chúng ta đi trực hoặc là điều trị bệnh nhân, đó là cái vấn đề trọng dịch màng tim, đúng không ạ? Rất là mệt mỏi với cái kỹ thuật này, đúng không ạ? Vì các bệnh nhân mà trọng dịch màng tim có ép tim cần phải chọc màng tim luôn, không cái nào khác nữa rồi, chọc dẫn lưu ra. Đấy, và trên lâm sàng thì lại có nhiều bệnh nhân mà theo chúng ta, đấy, theo đuổi chúng ta điều trị chúng ta và cơ cỡ độ đến 15-40% những bệnh nhân đó là sẽ phải hỏi về các chọc lại dịch màng tim do nguyên nhân gì đó, ví dụ bệnh nhân suy thận, bệnh nhân ung thư hoặc là các cái bệnh lý khác, ví dụ bệnh hệ thống khác, nó cũng thể gây ra cái tình trạng đòi chọc dịch màng tim, phải đòi hỏi chúng ta chọc chọc nhiều lần, nó cứ tái đi tái lại, chọc xong lại dẫn lưu ra, tuần sau hết ổn định, về vài tháng sau lại lên chọc tiếp. Thế như vậy là chúng ta thấy là càng chọc những lần sau thì nó càng khó hơn, đúng không ạ? Da nó dày hơn, nó sẹo hóa nhiều hơn, và chúng vậy chúng ta sẽ gây nhiều cái biến chứng. Và quả thực là có những bệnh nhân tôi chọc lần thứ 4, thứ 5 là thấy rất là mệt mỏi, rất phức tạp với những bệnh nhân đó. Thế thì ngày xưa thì đối với những bệnh nhân mà nó loằng ngoằng phức tạp như vậy và nguy cơ của chúng ta khi mà chọc dịch màng tim những lần sau nó khó như vậy, thậm chí đâm thủng tim chết, thế thì như vậy chúng ta sẽ có phương án nào để khắc phục hay không? Thế thì trước đây người ta sẽ có một phương án là mở phẫu thuật mở cửa sổ màng tim. Đây là một cái phương pháp rất là dễ dàng, cũng nhẹ bàn, rất là gọn gàng. Đó là một cái phương pháp người ta sẽ mở một cái đường ở dưới mũi đấy, ở dưới, sau đó người ta bộc lộ màng tim ra, sau đó người ta đưa các cái mũi dao mũi panh hoặc là dao lấy dao ta để cắt cái màng tim ra, tạo ra một cái khe đó ta gọi là cái cửa sổ, đúng không ạ? Rất là đơn giản, không gì đặc biệt lắm, tạo cửa sổ để như vậy. Cái mục đích đó là nó thông thương giữa cái màng ngoài tim với cái màng bụng hoặc là màng phổi, và thông thường là màng phổi trái đấy. Thế như vậy mà khi chúng ta đã mở cái màng tim, mở dưới mũi đó, chúng ta đã tạo một cái lỗ thông giữa màng tim đấy và với màng bụng hoặc là màng phổi, thì như vậy là sau này dịch màng tim giả sử nó tiết ra thì nếu may mắn nó sẽ tiết luôn ở màng bụng thì tuyệt vời, thì nó chỉ chảy xuống bụng thôi rồi sẽ được hấp thu hết, hoặc là nếu không nó sẽ tiết vào màng phổi, thì như vậy là thay vì chọc dịch màng tim chúng ta sẽ chọc dịch màng phổi, thì công việc nhà rất nhiều, đúng không ạ? Nguy cơ rất ít và các biến chứng rất là ít, như vậy là rất là tốt. Thì tuy nhiên các cái bệnh nhân mà đã tràn dịch màng tim, khi lâm sàng các bạn chúng ta đều thấy là toàn những bệnh nhân suy kiệt, tình trạng nhiễm trùng gan đun kém, ung thư các thứ. Thế do vậy mà cái việc gây tê phẫu thuật này hoặc là các việc liền sẹo nhiễm trùng vết mổ là những thách thức đưa ra rất là nhiều. Thế như vậy người ta đã nghĩ ra một cái phương án khác là có thể thay thế cái phương án mổ xẻ đó bằng tạo một cái lỗ rách màng tim một cách đơn giản khác hơn hay không. Thế thì như vậy thì khi những bệnh nhân mà có cái tràn dịch màng tim tái phát hoặc là các bệnh nhân mà cứ sau khi chọc dịch màng tim xong mà trong vòng 3 ngày liên tiếp mà ngày nào cũng dịch màng tim trên 75-100ml là chúng ta cũng có thể tính đến cái chuyện chúng ta sẽ tạo một cái lỗ thông thương giữa màng tim với màng bụng hoặc màng phổi cho bệnh nhân, như với bằng cơ chế khác không cần phải phẫu thuật. Cũng thấy chúng ta rất là hay, đúng không ạ? Rất là có nhiều ý nghĩa nhân văn trong cái thủ thuật này, đúng không ạ? Tức là đem lại một chất lượng sống tốt hơn cho những cái bệnh nhân mà chẳng may để bị tràn dịch màng tim tái phát, đòi hỏi nhiều lần chọc dịch màng tim mà lại tránh được một cục mổ ở dưới xương ức. Tuy cái vết rạch nó chỉ tầm khoảng độ 6-7cm thôi, không nhiều lắm. Thế nhưng mà đối với những bệnh nhân giả sử mà suy kiệt, gầy mòn, nhiễm trùng thì cái việc liền đứng phía trên đó cũng như là chịu cái đau đớn nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Thế như vậy do vậy các tác giả phương Tây đã nghĩ ra một phương án rất hay, đó chính là cái phương án nong màng tim bằng bóng. Đấy, chúng ta thấy đây là cái sơ đồ rất đơn giản của cái nong màng tim bằng bóng. Đây là cái quả tim bên trong của chúng ta, đúng không ạ? Đây là bên ngoài là màng tim và ở giữa là một lớp dịch. Thì khi đó chúng ta sẽ đưa một cái dây, thông qua cái việc chọc dịch màng tim bình thường người ta luồn cái dây đó, cái dây khá là cứng vào trong màng tim. Đấy, sau đó trên cái dây đó chúng ta trượt một quả bóng vào. Cái quả bóng này thì nó giống như quả bóng bình thường, đó là nó sẽ xẹp lại và nó có thể căng ra. Thế khi đó quả bóng xẹp lại chúng ta sẽ đưa vào trong khoang màng tim và đồng thời chúng ta sẽ bơm quả bóng ra. Đấy, chúng ta sẽ bơm quả bóng, bơm dần khi nó có cái eo nó sẽ nở tung ra thì như vậy nó sẽ tạo một vết rách, đúng không ạ? Đấy, như vậy là khi quả bóng nó nở rộng ra thì cũng đương nhiên là nó sẽ tạo ra một cái vết rách ở trên màng tim. Cái vết rách đó nó sẽ thông với màng phổi hoặc là màng bụng và khi đấy là dịch màng tim sẽ được giải thoát ra, không bị chèn ép hoàn toàn trong khoang màng tim nữa mà nó được chảy ra ngoài. Tóm lại chúng ta thấy rất là tốt, đúng không ạ? Đây là ví dụ chúng ta sẽ khi đưa cái dây đây đưa vào trong màng tim, cái dây đây, dây cứng này. Cái sau đó quả bóng chúng ta đưa theo cái dây đó để làm sao nó vào trong màng tim, lấy tay của chúng ta ấn vào cái xương ức để cho nó cách cái khoang cái màng tim với cả lớp da cơ trước thành bụng ra. Và chúng ta sẽ lên quả bóng cho nó rộng ra. Thế khi quả bóng lên rộng như vậy là sẽ xé cái màng tim ra một cái vết rách khoảng độ cỡ 2cm. Đấy. Thì khi đó thì tạo một cái lỗ thông thương. Như vậy chúng ta sẽ gọi là mở một kép là mở được một cái cửa sổ nữa, màng tim bằng pháp dùng quả bóng. Đây là một cái clip mà chúng ta đã làm. Đây chúng ta đưa dây vào trong màng tim.
Quả bóng đang lên đây ạ. Đấy, chúng ta thấy quả bóng như vừa rồi đúng không ạ? Nó không có một chút eo gì cả, đây nó hoàn toàn nằm trong màng ngoài tim rồi đúng không ạ? Nằm trong khoang màng tim, chưa nằm giữa cái lớp màng ngoài tim với cả cái lớp bên ngoài đúng không ạ? Cái đó chúng ta phải nhiều lần khác nhau, chúng ta sẽ tìm ra được cái vị trí tốt nhất để nòng bóng màng tim. Để vẫn tiếp theo đúng không ạ? Đây chúng ta thấy rất là tốt rồi đúng không ạ? Như vậy là 2/3 của bóng nằm trong khoang màng tim, 1/3 nằm bên ngoài. Thế như vậy là cái eo đây là chính chỗ màng tim của chúng ta, chỗ này đây. Và sau đó chúng ta bơm bóng căng lên hết cỡ, bực ra cái, như vậy là sẽ tạo ra một vết rách khoảng 2 cm ở khoang màng tim. Thế sau đó chúng ta có thể nong tiếp tục gia cố khác nhau, à, có nhiều lần khác nhau. Thế chúng ta có thể nong lại để làm sao cho nó đạt hiệu quả tối đa nhất. Đấy, đúng không ạ? Cũng theo kỹ thuật cũng không gì đặc biệt lắm đúng không ạ? Thế tuy nhiên nó cũng đòi hỏi một số cái tinh tế trong cái thủ thuật này. Thế nhìn thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ thấy rất đơn giản thôi. Một quả bóng đưa vào cái khoang màng tim và với cái sự nở lên của quả bóng sẽ tạo được cái eo thắt ra và mở toang cái eo nó ra, thì coi như nó xé cái màng tim ra một lỗ rách khoảng độ 2 cm. Thì như vậy chuẩn bị dụng cụ thì cũng không có gì là nhiều, nó khá là ít dụng cụ thôi, nó giống như một cái thủ thuật can thiệp mà bình thường và bệnh nhân sẽ cần phải nằm trên màn tăng sáng. Thì chúng ta sẽ cần thuốc gây tê, thuốc giảm đau, thuốc an thần cho bệnh nhân, vì cái nong màng tim này đôi khi nó sẽ va chạm với cả cái toàn bộ phần cùng cơ thành ngực rất đau đúng không ạ? Thậm chí là một số trường hợp chọc thấp còn trọng chạm gần đến cả cơ hoành đúng không ạ? Thế là rất là đau. Chúng ta sẽ cần một bộ chọc dịch màng tim gồm một kim chọc, cái xít, cái hệ thống cái ống dẫn, cái dây dẫn để dẫn lưu màng tim ra, gọi là cái pigtail đúng không ạ? Một cái quai cứng đường kính là 0.038 inch. Đấy, thì là cái quai này các bạn làm can thiệp thì sẽ làm nhiều rồi, thông thường dùng cái quai mà trong cái bít thông liên nhĩ chúng ta sẽ có thể, hoặc là đặt stent graft để dùng cái quai này, để sẽ dùng cái quai đó để luồn ở trong. Và các quả bóng nong thì thông thường các tác giả Mỹ đề xuất là quả bóng đường kính là 2 cm và độ dài là khoảng 3 cm. Tuy nhiên là trong thực hành lâm sàng thì rất nhiều bác sĩ lại dùng những quả bóng khác nhau. Ví dụ về tim mạch chúng ta dùng quả bóng nong van 2 lá, bóng Inoue đúng không ạ? Bóng Inoue. Một số tác giả khác nước ngoài còn dùng kỹ thuật 2 quả bóng, một quả bóng dài, quả bóng ngắn cùng nhau trượt ở trên cái màng tim đó để làm sao với mục đích là làm sao tạo lỗ rách lớn nhất có thể. Ví dụ quả bóng thường quy 2 cm là chỉ tạo lỗ rách 2 cm, nhưng với dùng những quả bóng khác, thậm chí là tạo lỗ rách lớn hơn, ví dụ càng lớn càng tốt thôi, rách màng tim càng nhiều càng tốt, vì như vậy cái dịch nó sẽ thông thương ra ngoài rất nhanh càng tốt. Đấy. Và sau đó một cái bơm, chúng ta chuẩn bị một cái bơm để bơm bóng và dùng một ít thuốc cản quang, cần thêm một ít thuốc cản quang. Như vậy các cái thiết bị dụng cụ rất đơn giản, không có gì đặc biệt lắm, và bệnh nhân sẽ được làm trên màn tăng sáng dưới phòng can thiệp. Thì các bước tiến hành là chúng ta chọc, đầu tiên là giả sử những bệnh nhân mà đã có dẫn lưu màng tim rồi thì rất đơn giản, chỉ thay cái dây ở bên trong thôi. Nhưng những bệnh nhân mà chưa được chọc gì màng tim thì chúng ta sẽ chọc dẫn lưu màng tim bằng sông pigtail. Đấy, sau khi chọc xong cái sông pigtail vẫn trong khoang màng tim, chúng ta sẽ bơm 5-10 ml thuốc cản quang vào khoang màng tim. Thì như vậy nó sẽ, khi đó cái thuốc cản quang sẽ nằm trong khoang màng tim và sẽ giúp chúng ta phân biệt được cái vị trí đâu là màng ngoài, đâu là màng trong, đâu là quả tim, đâu là bên ngoài, rất là dễ, nhìn rất là rõ thôi. Thế sau đó chúng ta sẽ luồn quai cứng vào trong khoang màng tim, chúng ta rút sông pigtail ra, và sau đó chúng ta phải ghi nhớ là phải gây tê và giảm đau thật là tốt. Rồi sau tiếp nữa chúng ta rạch ra cái vị trí mà cái đường vào khoảng độ tầm 1 cm, không cần nhiều. Đấy, dùng một que nong để nong mở đường trước. Sau đó chúng ta sẽ dùng một quả bóng, có thể bóng tùy, bóng mình, bóng gì cũng được, bóng Inoue, bóng 2.030. Đấy, chúng ta sẽ luồn bóng nong vào quai cứng sao cho màng ngoài tim nằm ở khoảng giữa quả bóng, giống như vừa rồi thì rất là tốt. Và chúng ta xác định vị trí của bóng và lên bóng sao cho bóng nở hoàn toàn. Thế chúng ta sau khi bóng nở hoàn toàn là ta đã thành công. Và nhiều bệnh nhân nong xong bệnh nhân kêu là cái ái một cái, như vậy là chúng ta đã thành công rồi. Rất đau, đau quá không chịu được thì chúng ta đã thành công thì nong màng tim đúng không ạ? Sau đó chúng ta đã xong thì chúng ta sẽ rút bóng nong ra, nong xong ra rút bóng nong ra, luồn pigtail trở lại khoang màng tim và rút quai cứng để lại pigtail dẫn lưu màng tim và chúng ta khâu ra, thế là xong. Xong đó là một cái kẻ xong một cái quá trình nong cái màng tim của bệnh nhân ra. Đấy, thay vì một cuộc phẫu thuật cũng khá mất thời gian, thì cái chủ thuật này cũng nếu mà làm nhanh gọn chỉ mất tầm khoảng 20 phút là bệnh nhân có thể ổn định được. Và chúng ta theo dõi sau thuật rất đơn giản, chúng ta rút dịch dẫn lưu, chúng ta khóa cái dịch màng tim lại đúng không ạ, để cho cái thông thương giữa màng tim và các cái màng khác, màng phổi hoặc là một gì đó thông qua cái lỗ đó cho nó tốt. Hay sau đó chúng ta rút dịch ra mỗi 6 giờ và flush cái ống đó với cả cái nước muối dẫn có pha ít heparin để cho ống nó không bị tắc đúng không ạ. Hay sau đó chúng ta sẽ cho nhân đi chụp cái phễu quang phổi để xem ta nong như vậy nó có gây ra tràn dịch hoặc là tràn khí màng phổi không, vì nhiều trường hợp nó sẽ gây tràn khí màng phổi. Đấy, như vậy chúng ta chụp ngay cái X quang xem có tràn dịch màng khí màng phổi hay không. Nếu mà tràn dịch màng phổi thì cũng rất yên tâm, tốt rồi, như vậy chúng ta này nong thông cái màng tim sang màng phổi rồi. Và nếu mà tràn dịch màng phổi nhiều, ta trong cái màng phổi thôi. Và chúng ta sẽ rút cái dẫn lưu nếu dịch màng tim ít hơn 75 ml trên 24 giờ. Đấy, thì nếu mà chúng ta sau khi theo dõi một ngày sau
hoặc ngày sau nữa, mà cái dịch bằng tim ra theo đường pigtail ra hút ấy, ít thôi, còn độ 75 lít dưới, nhỏ nhỏ hơn 75 ml thì ta hoàn toàn để rút cái ra và khâu hoàn toàn ra lại. Và như vậy chúng ta sẽ để lại một cái lỗ rách ở trên màng tim, và cái lỗ rách đó sẽ thông với cả các cái thông với cả các màng khác. Thế là hoàn thành rất là đơn giản thôi đấy thôi. Thế thì cái hồi ngày xưa khi tôi làm nội trú thì cũng ban đầu định dự định làm cái đề tài tốt nghiệp nội trú về cái đề tài này thì cũng đong được tầm khoảng độ 10 ca. Sau đó có thì đều kết quả đều tốt. 7-10 ca càng về sau thì bệnh nhân càng đỡ đau hơn. Nhưng do đầu đau lắm. Mình chưa biết cách để giảm đau cũng như là chưa an thần tốt thì rất đau. Thế nhưng về sau thì đến ca thứ 10 thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và 10 ca đó đều không phải chọc gì bằng tim tái phát trong ít nhất 1 năm không thấy xuất hiện trở lại viện. Một là có thể đã ung thư chết rồi, không biết, nhưng mà cũng về sau không thấy xuất hiện những trường hợp đã lọc bằng tim không chả cả 1 năm trời không thấy, mà trước đó cứ tầm khoảng 3-4 tháng lại phải 1 lần chọc dịch bằng tim. Rất nhiều có những bệnh nhân chọc từ 10 mấy lần, khó chọc rất khó, da nó dày nó cứng nó sẹo hết rồi không biết chọc vào đâu nữa. Thế thì đây là một cái thủ thuật nó không phải là quá khó, nhưng mà nó cũng dễ, nó không phải quá khó, nhưng mà nó cũng cần phải đòi hỏi một số cái kinh nghiệm nhất định. Tuy nhiên kinh nghiệm không phải là quá nhiều, và cũng là một thủ thuật rất là nhân văn. Các bạn có thể, nếu mà có những bệnh nhân thì có thể cho những bệnh nhân làm thử những cái nong cái màng tim như này, để chúng ta sẽ theo dõi, sẽ cũng giúp cho chất lượng sống bệnh nhân tốt hơn. Thì tuy nhiên là trong vòng khoảng độ gần 3 năm gần đây thì chúng tôi không thấy nong nữa, không biết bệnh nhân màng tim đi đâu hết, hay là các bạn chọc ở tuyến tỉnh giỏi quá nên mà không thấy lên tuyến trung ương để chọc gì màng tim nữa. Thế do vậy mà các cái ứng cử viên cho các cái nong màng tim bóng này cũng không nhiều. Thế do vậy mà cũng trong vòng 3 năm gần đây tôi không thấy nong ca nào cả. Thì lác đác sẽ khoảng có 1 ca thì sẽ nong cũng đến rất đơn giản, không khó khăn gì cả. Thế tiếp theo là một cái kỹ thuật nữa mà cũng muốn chia sẻ cùng các bạn. Đó là cái thủ thuật này thì chắc là các bạn sẽ thấy nó cũng sẽ tương đối thường gặp hơn. Đó là những cái kỹ thuật gọi là khoan mảng xơ vữa trong động mạch vành, đúng không ạ? Các bạn nào mà làm can thiệp mạch vành thì sẽ cũng thấy cái kỹ thuật này cũng rất là hay, rất là thích cái tình huống như thế này. Gần như một cứu cánh cho chúng ta trong một số tình huống nhất định. Đây thì chúng ta cái tại sao phải khoan? Bởi vì đơn giản thôi, đó chính là cái vôi trong động mạch vành. Đấy, khi chúng ta can thiệp mạch vành thì chúng ta thấy nó rất là vôi thì sẽ là siêu về cái cản trở. Ví dụ chúng ta cần đặt stent từ đây đến dưới đây chẳng hạn, thì những cái gờ vôi nằm trong động mạch vành hoặc là những mảng vôi cứng thì sẽ cản trở toàn bộ quá trình ta đưa thiết bị, thậm chí là cái đưa cái dây quai qua cũng khó. Cái sau khi đã đưa cái dây qua rồi thì chúng ta sẽ không thể nào mà đẩy quả bóng, mặc dù bóng rất bé, bóng đường kính chỉ 1 mm hoặc 0.mấy mm, không thể nào đẩy qua những vôi được, là do vôi nó rất là cứng và nó cản trở cái lòng mạch, cái hẹp lòng mạch khít, chúng ta không thể nào mà đẩy qua được. Nhưng mà khi không thể đưa bóng qua được thì chúng ta không thể nào can thiệp cho những mạch vành này được, đúng không ạ? Đấy mà giả sử nếu mà vôi quá chúng ta cũng không thể mổ được, không biết là nối vào điểm nào. Như vậy chỉ còn cái phương án như vậy là và làm sao đó phải triệt tiêu bớt những cái vôi ở bên trong lòng mạch thì giúp cái việc đẩy bóng, đẩy stent các thứ thuận lợi hơn, chúng ta mới có thể làm được thôi. Và khi đó nó ra đời một cái thiết bị gọi là thiết bị khoan mảng xơ vữa. Đấy, khoan mảng xơ vữa thì rất là hay. Đấy, đây là cái thiết, đây là một cái thiết bị cũng rất là tinh tế. Thì cái cấu tạo của nó cũng tương đối đơn giản, nó giống như một cấu tạo của một cái khoan bình thường, đúng không ạ? Chúng ta thấy một cái, đây là một cái đầu khoan. Đấy, cái đầu khoan thì có một đầu đằng trước tiến về phía trước, sẽ có tác dụng là sẽ đi tiến về phía trước khoa phá những mảng xơ vữa. Thì cái đầu khoan này được phủ những cái tinh thể kim cương rất là nhỏ, đúng không ạ? Đằng sau để trơn nhẵn. Tiếp theo đó là nối cả một cái hệ thống máy, và cái máy này có tác dụng làm cho cái mũi khoan thể quay tầm khoảng 300.000 vòng trên một phút, quay rất nhanh, đúng không ạ? 300.000 vòng. Thì đương nhiên là cái đầu mũi khoan này nó sẽ trượt vào trong mạch vành thông qua cái dây dẫn, đúng không ạ? Cái dây dẫn, chúng ta luồn cái dây dẫn đó vào trong mạch vành, chúng ta luồn cái đầu mũi khoan lên động mạch vành, và đến chỗ cần khoan ta bật tốc độ khoan ví dụ 150.000, 170.000 vòng trên phút, chúng ta quay tròn cái mũi khoan tiến về phía trước, đồng nghĩa việc nó phá cái mảng vôi đó đi, cái mảng vôi hóa đó đi. Thế thì chúng ta thấy là nếu mà cái phá mảng vôi đó thì những cái mảnh vôi nó tạo ra sẽ nó bay đâu, nó tắc mạch mất, nó phá những cái thành phần vôi ra thì sẽ bay đâu. Thì chúng ta rất yên tâm, đó là những cái mảng vôi đó nó phá cái mảng xơ vữa ta những cái với tốc độ quay lớn như vậy, lên tới 200-300.000 là vòng phút nó phá cái mảng vôi hóa, nó ra những hạt rất nhỏ, có thể tầm chỉ 5 micromet, rất là nhỏ, so cả hồng cầu hoặc là các cái đây những cái mảnh nó bé tí ti này, các bạn thấy mảnh bé tí ti này, đây cái hạt này 5 micromet đây, đây cái hồng cầu to như này thì cái mảnh nó bé tí. Thế như vậy là chúng ta hoàn toàn yên tâm, tất cả những mảnh vụn mà do khoan tạo thành nó sẽ hoàn toàn, nó sẽ trôi sao, nó hấp thụ hoàn toàn theo cái đường mạch máu, nó đi qua hết bao mạch, đi hết, chúng ta không gây ra hiện tượng tắc mạch cái thứ gì cả, yên tâm, ta hoàn toàn yên tâm, do nó khoan tạo thành những cái phần tử rất là nhỏ rồi. Chúng ta thấy đây là ví dụ, đây là một cái mạch vành đấy, chúng ta thấy là đầu tiên đưa cái siêu âm vào thấy là cái mảng vôi bám trắng đầy bên ngoài này, đúng không ạ? Đầy bên ngoài này chỉ nó bơm khít vào cái đầu dò siêu âm trong lòng mạch.
Thì sau đó chúng ta sau khi khoan rộng toàn bộ cái lòng mạch đã được phá, được làm rộng rãi ra, và tất cả những cái vôi cản trở đấy được khoan bay đi hết. Đây là vần trắng này sẽ lộ ra một cái lòng mạch tương đối là trơn nhẵn bình thường để chúng ta giúp chúng ta nong bóng và can thiệp đặt stent động mạch vành. Thì cơ chế của nó đó là có rất hay, đó chính là nó khoan cái cơ tính chọn lọc và nó sẽ đi theo cái ma sát nó bị triệt tiêu theo trục dọc. Đấy, tức là nó chỉ khoan những cái mô mà không đàn hồi thôi. Đấy, còn những cái đàn hồi thì nó sẽ không khoan. Thế như vậy là rất là hay, cái nó giống như là cái rũa móng tay của chị em, đúng không ạ? Như các bạn đi làm nail chẳng hạn thì cái rũa nó chỉ rũa cái phần móng không rũa phần thịt. Đấy, thì tương tự như vậy, cái mũi khoan này như vậy nó chỉ rũa những cái phần mà vôi thôi. Thế còn phần mạch máu lành không có vôi nó sẽ không khoan. Như vậy chúng ta yên tâm, nó không khoan ở những mạch máu lành. Mà hoặc mặc dù nó có tiếp xúc của mạch máu lành thì nó không có ảnh hưởng gì đến cái mạch máu đấy cả. Nó chỉ khoan những phần vôi mà thôi. Như vậy là mọi mảng sơ vữa không đàn hồi thì nó sẽ khoan, và nó sẽ khoan cắt cái mảng sơ vữa vôi và nó không cắt hoặc thành mạch lành, các bạn cứ rất là yên tâm. Thế thì như vậy là hơn nữa là nó sẽ triệt tiêu ma sát theo trục dọc, nó do quay tốc độ rất nhanh như vậy thì toàn bộ cái ma sát theo cái chiều của nó sẽ hết, và nó toàn bộ nó đi rất là tốt, nó sẽ không cần thì không có ma sát, nó sẽ trôi tuột đi theo mạch máu, theo lực đẩy chúng ta để tiến về phía trước, khoan được mảng sơ vữa đi, đúng không ạ? Hệ thống khoan rất đơn giản thôi, không có gì đặc biệt lắm. Đây là một cái đầu mũi khoan tiến về phía trước, còn đây là một cái tay cầm của người điều khiển. Thì trong tay cầm đó thì nó được kết nối, đây là cái đầu nối cả khí nitơ, đấy, bình khí nitơ. Thì cái khoan này, cái khí nó sẽ từ trong bình áp lực cao nó phun ra với tốc độ điều khiển làm cho cái mũi khoan nó quay bằng khí. Đấy, xong đây là cái đầu này thì có tác dụng là gắn với cả một cái thiết bị làm trơn cái mũi khoan, nó giống như là cái dầu bôi trơn, làm cho cái mũi khoan nó không bị tạo ra ma sát quá nhiều và nó quay trơn tru hơn. Và đây là cái tay để chúng ta giúp cho đầu mũi khoan tiến, nó kéo về sau nó lùi, còn đẩy cái đầu mũi khoan nó sẽ tiến về phía trước và làm cho đầu mũi khoan nó di chuyển. Đấy, và toàn bộ hệ thống sẽ nối với cả hệ thống máy khí nén, rất đơn giản thôi. Đây là phần kết nối của nó. Thì đây chúng ta thấy, đây là cái bình khí nitơ rất là to, cao ngang đầu chúng ta, đúng không ạ? Thế thì khí nitơ nó ra, đầu ra gắn với cả cái đầu mũi khoan đây. Thì mũi khoan nó có nhiều kích thước khác nhau. Ví dụ kích thước nhỏ nhất là 1,25mm đường kính. Đấy, có những mũi khoan to hơn là 2.0mm, thậm chí là có thể đến 2.5mm. Thế tuy nhiên là sau trong các lý thuyết ta thấy là cái việc khoan này chúng ta không phải mục đích là để làm cho lòng mạch nó to ra, bởi vì cái mạch chúng ta đặt stent toàn 3.0-3.5mm, đúng không ạ? Đấy, thì như vậy cái mũi khoan nó phải tương ứng phải rất là to. Thế nhưng thực ra là trong cái mũi khoan này chúng ta dùng những mũi khoan nhỏ cũng được. Bởi vì tại sao? Bởi vì là nó sẽ không phải là làm rộng rãi lòng mạch ra, mà mục đích của nó là làm cho tan vỡ những cấu trúc liên kết của những mảng vôi với nhau. Thế khi cái mảng vôi đó nó bị vỡ cấu trúc ra rồi thì khi đấy ta nong bóng sẽ rất là thuận lợi. Đấy, nó chỉ vững chãi khi nó còn cái cấu trúc, cái mảng vôi đó những cái gờ, những cạnh nó bám vào nhau nó rất là chắc chắn. Nhưng khi ta dùng mũi khoan ta phá tan cấu trúc đi ra thì khi đấy nó rất là lỏng lẻo và ta hoàn toàn có thể can thiệp rất là tương đối là thuận lợi. Và đây là cái hệ thống mà chúng ta điều khiển. Đây là hệ thống máy cũ rồi. Thì đây là cái điều khiển là xem tốc độ quay của cái máy là bao nhiêu. Cái chân này chúng ta đạp vào để cho nó khoan mũi khoan. Và đây là cái tay ta điều khiển, cái núm này điều khiển để tiến lùi cái đầu mũi khoan về trước là về sau. Thì chúng ta sẽ chọn những bệnh nhân nào để chúng ta khoan, đó chính là những cái mạch vôi hóa, đặc biệt là mạch vôi hóa nặng, chúng ta hoàn toàn để khoan được. Hoặc là những trường hợp mà nong bóng không thể nong được, mong nó thất bại, thì chúng ta cũng cần phải dùng mũi khoan. Hoặc là những cái trường hợp bệnh nhân đặt lại stent nhiều lần rồi, tái hẹp trong stent rất là nhiều lớp stent bị tái hẹp, thì chúng ta cũng có thể khoan để làm sao để cho cái mũi khoan ta nó khoan bay đi hết cả những stent cũ để chúng ta đặt một lớp stent mới, loại thế hệ mới hơn để vào cái vị trí đó, khoan cả stent, tung stent ra luôn. Đấy, thì như vậy nó sẽ, vì cái tính chất của stent nó giống như là vôi thôi, nó cũng là cái phần cứng, như vậy ta khoan bay cả stent đi để ta làm lại cái hệ đại mạch vành đó. Thế tuy nhiên là chính là vì cái hiệu lực của nó mạnh mẽ như vậy, nó khoan nhanh như vậy, do vậy chúng ta cũng phải tương đối là thận trọng và cần phải có kinh nghiệm trong việc lựa chọn bệnh nhân. Chúng ta không hăng quá đà để khoan những cái nó quá khó, và chúng ta sẽ chọn những cái bệnh nhân nó tương đối là thuận lợi. Ví dụ là những cái trường hợp mà cái vôi mức độ nhẹ nhẹ thì chúng ta có thể là dùng bóng can thiệp thường quy được, đúng không ạ? Không có vấn đề gì. Thế những trường hợp mà vôi vừa thì định nghĩa vôi vừa, ví dụ là khi chúng ta dùng iVert ra đo lên thì thấy cái chu vi của cái miếng vôi đó nằm khoảng độ từ 90 đến 180 độ cái chu vi của lòng mạch. Đấy thì gọi là vôi vừa. Thì chúng ta có thể là dùng các biện pháp khác, ví dụ như nong bóng áp lực rất là cao, hoặc là những quả bóng gọi là cutting balloon. Đấy, hoặc là chúng ta quyết định là khoan luôn cái mạch đấy cũng được. Nhưng những trường hợp nặng chúng ta phải cần phải khoan luôn bệnh nhân, không có chần chừ gì nữa, nó vôi nặng. Tức là khi mà chuẩn bị chụp mạch vành đã thấy mạch vành hiện sẵn rồi. Thế trước khi bơm mạch qua nó thì mạch vành hiện rồi, chúng ta làm vôi nặng thì cần khoan luôn. Thế tuy nhiên chúng ta sẽ phải tránh những cái khoan có những cái mạch mà có giải phẫu không phù hợp, đúng không ạ? Các cái mạch mà xoắn vặn nhiều, các cái mạch mà gập góc, hoặc là mạch vôi và gập góc sẽ làm tăng nguy cơ, gọi là tăng nguy cơ gì?
chạch hướng quay đi và chúng ta khoan, nó khoan quá đà, nó gây thủng cả cái mạch. Thế tuy là chúng ta thấy vừa nói bên trên xong là nó không cắt vào cái mô không đàn hồi, đúng không ạ? Cả các mô đàn hồi nó không cắt. Thế tuy nhiên là cái nếu mà mạch gấp góc như này thì tuy nó không cắt vào cái mô mạch lành, thế nhưng mà theo cái hướng phi của cái mũi khoan có thể nó phi ra ngoài, nó phi ra ngoài là mạch gây thủng cái mạch này. Nếu chúng ta lựa chọn những cái mạch mà nó gấp góc quá nhiều, ví dụ cạch gấp góc tầm 70-80 độ chúng ta cũng mang ra khoan, là cái đấy cũng phải rất là thận trọng. Đấy, những cái mạch tương đối thẳng người ta khoan thì rất là yên tâm. Thế nhưng những cái mạch mà nó khó, nó xoắn vặn thì chúng ta sẽ hết sức để ý là ta không khoan vào những cái đó. Đây chúng ta thấy là cái khoan mảng xơ vữa này thì cũng nó cũng đây, cái minh họa nó cũng khá là thuận lợi thôi. Trên xin lỗi, này nó không chạy. Đây thì đối với khi khoan thì chúng ta sẽ phải lựa chọn tốt, vì người ta có câu là dao sắc thì không bằng chắc kê, đúng không ạ? Chúng ta phải có một cái ống can thiệp mạch vành như bình thường. Đấy, đưa vào trong cái lòng mạch và ta trên lòng mạch đó ta đưa cái dây khoan ra xa, đúng không ạ? Dây khoan này ra xa, sau đó chúng ta đưa mũi khoan vào và tiến hành khoan. Thì như vậy chúng ta phải chọn được cái guiding rất là phù hợp. Dao sắc không bằng chắc kê, phải có cái chân đế kê chắc chắn trước đã thì khi chúng ta mới có thể khoan tốt được. Vì đây là một số cái hướng dẫn để lựa chọn các cái khoan khác nhau. Thì về cái dây khoan, cái dây nó rất là dài, rất là mảnh, thì có thể dùng cái loại gọi là floppy, tức là cái loại mềm mại, hoặc là cái loại extra support, thì cái đấy là cái loại support, tức là cái mức lực hỗ trợ rất là mạnh. Thì chúng ta kỹ thuật là chúng ta sẽ dùng các cái mũi khoan, gọi là các cái bơ, đúng không ạ? Các cái bơ với cái đường kính khác nhau, tăng dần, đúng không ạ? Nó có lệch nhau 0.25mm về đường kính, từ 1.25 đến 2.5mm đường kính, đúng không ạ? Thế thì thông thường là chúng ta sẽ khởi đầu với mấy cái mức mũi khoan vừa, khoảng độ 1.5mm, có lẽ là vừa hợp cho gần như tất cả các loại mạch. Trong một số trường hợp đặc biệt chúng ta sẽ dùng mũi khoan to hơn hoặc là mũi khoan nhỏ, để cho những cái mạch mà hẹp dài và mạch nhỏ ta dùng mũi khoan tương đối là nhỏ thôi. Đấy, nhưng mà có cái đặc biệt, có cái đặc điểm đó chính là cái mũi khoan này khá là tốn kém, nó chưa được theo bảo hiểm y tế, chưa được hưởng bảo hiểm y tế, và mỗi lần khoan như vậy tốn mất 50 triệu cho một mũi khoan. Do vậy chúng ta cũng phải cần cân nhắc liệu tương cấp móng. Ai cũng muốn là đầu tiên ta khoan cái mũi dễ 1.25 thôi, hay sao tôi nâng cấp lên mũi 1.75 để cho nó thuận lợi, cho nó dễ, tội gì. Thế nhưng mà bệnh nhân tốn 100 triệu. Do vậy và trong cái trường hợp bệnh nhân như vậy, tôi chọn luôn cái mũi 1.5 trung hòa giữa cả hai, bởi vì theo cái nguyên tắc của họ đó là chúng ta không phải khoan để mở rộng lòng mạch, mà để khoan để phá vỡ cấu trúc của cái miếng vôi. Do vậy chúng ta không cần về mũi khoan to ngay từ đầu. Thế mà lại cân nhắc về vấn đề kinh tế nữa. Thì nếu mà trường hợp ví dụ đặt 3 ống stent mới hết có tầm khoảng độ 70 triệu mà khoan 2 mũi hết 100 triệu rồi thì cái gì đó nó hơi sai, đúng không ạ? Nên là như vậy chúng ta ta phải lựa chọn như thế nữa. Thế thì để tối ưu về mặt kỹ thuật, chúng ta sẽ phải đẩy mũi khoan tiến chậm về phía trước thôi. Đấy, thời gian khoan ngắn và tránh khoan mũi khoan nó bị giảm tốc độ đột ngột. Vì khi mình đang khoan, mình giảm tốc độ mũi khoan đột ngột thì gần như có thể nó sẽ vướng một cái gì đó rất ghê gớm mà chúng ta không định giành được, và có thể gây kẹt cái mũi khoan. Và kẹt mũi khoan đó chính là một cơn ác mộng của người bác sĩ. Khi vậy là kẹt mũi khoan trong lòng mạch vành nó gây tắc hoàn toàn mạch vành, gây nhồi máu tim cấp. Mà khi kẹt đường ta không thể nào rút ra được thì cái đấy rất là nguy hiểm, thậm chí là phải cho đi mổ phẫu thuật ngoại khoa khẩn cấp. Đấy, thì như vậy chúng ta sẽ cần có những lưu ý. Tuy nhiên là cái công cụ rất là hay, rất là tốt, nhưng mà chúng ta cần phải rất thận trọng, không thể nào mà làm quá được. Đấy, và có thể ta nâng cấp lên những mũi khoan đường kính lớn hơn. Đấy, cái việc nâng cấp này có vẻ hơi xa xỉ với chúng ta, đúng không ạ? Rõ lắm quá. Thì kỹ thuật khoan chúng ta sẽ là tốc độ khoảng 140.000 đến 180.000 vòng một phút là được rồi, đúng không? Mỗi lần khoan không quá 20 giây. Tại sao không khoan quá? Bởi vì là khi khoan nó sinh ra nhiệt rất nhiều. Đấy, khi sinh ra nhiệt như vậy nó sẽ gây ra co thắt mạch vành, rồi thì chậm dòng chảy, thì do vậy nó sẽ gây ra chậm tụt huyết áp, nó gây ra nhịp chậm, block như thắt cắp kiểu rất là gay. Nên do vậy chúng ta sẽ chỉ khoan với tốc độ khoan với thời gian vừa phải thôi, khoảng độ 15-20 giây là được rồi. Và chúng ta không giảm quá 10.000 vòng trên một phút. Ví dụ chúng ta đặt chế độ là 150.000 mà thấy nó giảm xuống 130.000 là cái đấy phải cảnh giác, không được tiến tiếp nữa. Nếu không tiến tiếp ta có nguy cơ mắc kẹt cái mũi khoan vào bằng trước, không thể rút ra được. Đấy, thì chúng ta sẽ phải theo dõi bệnh nhân trong khi khoan mạch vành, đúng không ạ? Huyết áp ổn định, đấy, vì chúng ta phải dùng một ít thuốc giãn mạch trước khi khoan để cho toàn bộ mạch nó giãn ra, tạo thuận lợi cho khoan. Đấy, và đo cái ACT, tức là dùng heparin đủ hay chưa. Và trong một số trường hợp đặc biệt chúng ta phải tạo nhịp chờ luôn. Đặt luôn một cái sông tạo nhịp cho vào trong buồng tim bệnh nhân để tạo nhịp chờ luôn. Cho những trường hợp nào đó là những trường hợp mà khi khoan vào động mạch vành phải, động mũ ưu năng. Đấy, cái động mạch vành phải hoặc là mũ ưu năng thì rất dễ ảnh hưởng đến cái gây ra nhịp chậm. Đấy, do vậy mà chúng ta cũng phải tạo một nhịp chờ luôn đi rồi, để khi nhịp vừa chậm xuống thì máy tạo nhịp. Đấy, và hoặc là những đoạn đầu và động mạch liên lạc trước mà chúng ta khoan, chúng ta cũng phải có thể sẽ phải tính đến phương án mà nó to quá, mà hoặc là RSE hoặc là LC mà tổn thương nặng rồi, chúng ta sẽ không ngần ngại đặt ngay một cái máy tạo nhịp vào để khoan cho nó yên tâm, đúng không ạ?
Đây thì khi mà khoang cái tốc độ cao như vậy nó tạo những hiệu ứng, nó tạo những cái bọt khí siêu nhỏ đúng không ạ, những cái mảnh vụn siêu nhỏ nó hoạt hóa tiểu cầu và tạo ra nhiệt đấy. Thì chính một loạt các cái vấn đề như vậy nó sẽ dễ dàng nó gây ra cái tình trạng gọi là dòng chảy chậm, hoặc là tắc cái mạch ở chỗ đó, hoặc là nóng quá nó gây co thắt không rút được cái mũi khoan ra đấy. Như vậy mà chúng ta có thể cần dùng một cái dung dịch bôi trơn của nó đúng không ạ. Thực ra nó làm cái dịch bôi trơn này toàn làm bằng mấy cái thứ rất là dễ đúng không ạ, nên là dầu ô liu, nên lòng đỏ trứng, cả một loạt các thứ mỡ thôi. Đấy thì khi các bạn pha chai nó giống như chai mỡ, chai chuyền đạm mỡ bình thường thôi, chỉ có tác dụng nó sẽ làm trơn và giảm bớt cái ma sát của cái mũi khoan với cả thành mạch đi. Đây đây cái quan trọng đó chính là cái làm biến đổi mảng xơ vữa là quan trọng, cái tính chất là biến đổi cái mảng xơ vữa đó đi đúng không ạ, là thiết bị duy nhất có thể làm tan đánh tan được mảng xơ vữa đấy, và là thiết bị duy nhất có hiệu quả với những cái tổn thương vôi hóa nặng đấy. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thấy là một số chống chỉ định chúng ta phải thấy đó là tắc hoàn toàn mà không luồn qua quai, nhưng chúng ta không luồn dây qua đường làm sao ta khoan được đúng không ạ. Như vậy là không không thể khoan những trường hợp này được đúng không ạ. Cái mạch trong hệ thống mạch còn lại, đây là mạch cuối cùng quan thông đấy. Ví dụ hai mạch đã tắc rồi, còn là mạch này mạch duy nhất mà vôi hóa thì chúng ta rất là thận trọng, vì có khi thông cái mạch khoan cái mạch cuối cùng này quan thông thì ngừng tim chết không cứu được nữa đấy. Chức năng co bóp thất trái cũng giảm nặng, hoặc là các cầu nối tĩnh mạch chúng ta không khoan, vì cầu nối tĩnh mạch nó cơ chế rất phức tạp, chúng ta khoan vào nó sẽ gây ra thậm chí là cơn bão huyết khối, nó gây tắc hết cái cầu nối ngay lập tức đấy. Và có những trường hợp mà có cái máu đông ở trong động mạch vành, huyết khối chúng ta không khoan được đấy, và có lóc tách đáng kể tại vị trí mũi khoan, vì đã lóc tách rồi người ta khoan vào gây cái lóc tách diện rộng hơn, ta không khống chế được thì cũng rất là gay. Đây chúng ta thấy một nhắc lại thôi một số cái thiết bị để khoan, có một bình khí nén, có hệ thống khoan, có bàn đạp điều khiển, có mũi khoan dây kết nối, có dung dịch bôi trơn và băng cuốn áp lực. Thế thôi, các bước chuẩn bị cũng không có gì đặc biệt lắm. Thế thì chúng ta thấy là có các biến chứng của nó đúng không ạ. Khi khoan đấy không phải có biến chứng mà có khá nhiều biến chứng mà đòi người ta rất tinh mắt để phát hiện các biến chứng đó trong cái quá trình khoan, đó là nhịp chậm và block nhĩ thất các kiểu đúng không ạ. Trường hợp là chậm dòng hoặc không có dòng chảy do co thắt mạch, khoan nó có những vị trí mạch nó phức tạp quá không có dòng chảy luôn, hoặc lóc tách động mạch vành, thủng động mạch vành, mất nhánh bên, hoặc là huyết áp tụt, để cũng trường hợp nó có xảy ra. Vì đa phần những cái bệnh nhân mà mạch vành đã vôi hóa cần phải khoan là những ca can thiệp cũng gọi là khó rồi. Do vậy mà những tất cả những cái biến chứng của can thiệp nó đều xảy ra trong trường hợp này. Mà toàn đáng sợ nhất đó là cái tình trạng gọi là thủng cái động mạch vành thì rất là kinh khủng của động mạch vành trường hợp này. Đấy thì chúng ta cần phải hết sức lưu ý để lựa chọn bệnh nhân cũng như là thận trọng trong quá trình khoan. Thế còn riêng đối với cái hệ thống mũi khoan thì sao? Thì nó có thể là kẹt mũi khoan, thì đây chính là một cơn ác mộng, hoặc là gãy đầu mũi khoan, hoặc là đứt cái quai khoan, hoặc là cái đầu nó quay chậm nó gây ra kẹt, cũng là kẹt cái khoan. Đây là một loạt các cái trong cái kỳ khoan ta phải lưu ý là xem cái quai nó có tốt, cái dây dẫn nó tốt hay không, cái mũi khoan nó có quay đúng tốc độ hay không, có bị kẹt hay không. Mà nếu mà đã kẹt rồi thì cái đấy giờ là gay go. Thì đây là một cái mạch vành mà chúng tôi đã làm cho bệnh nhân. Đây chúng ta thấy là chưa làm gì cả, mạch vành đã vôi đầy rồi đúng không ạ, vôi và động mạch liên trước tơi tả từ trên xuống dưới, ra có một nhánh bên rất là to như thế này đúng không ạ, cái nhánh diagonal rất là lớn đấy, và mạch rất là vôi. Nếu với cả tiếp cận thần quy chúng ta sợ khả năng không chắc đã can thiệp được cái trường hợp như này đúng không ạ. Đấy và cái nguy cơ là mất cái nhánh diagonal rất lớn nếu chúng ta nong và đặt stent vào cái nhánh bên này đúng không ạ. Thì do đó chúng tôi đã quyết định là dùng một cái mũi khoan đường kính 1,25 mm để khoan. Đấy, cái đầu mũi khoan đang đang quay tốc độ rất nhanh, khoảng độ 170.000 vòng trên phút đấy, nó tiến vượt qua chỗ vôi đấy, nó vượt hoàn toàn qua chỗ vôi đấy, nên rất khó, đoạn này đang rất khó qua, đang rất khó qua đấy. Nhưng mà mình vẫn giữ lực đẩy về trước và nó khoan hết cái chỗ vôi ở đoạn giữa này. Cái sau khi khoan xong rồi tôi đặt stent và cách thường quy rất là bình bình thường thôi, thì đã tái tạo lại được một cái mạch tương đối là tốt. Và nhờ khoan như vậy mà ta cái thấy manh nhánh bên, nhánh đai khoan nam nó còn giữ nguyên ở nhánh bên như thế này đấy. Thì đây là cái kỹ thuật khoan mà hiện hiện tại ở viện chúng ta đang sử dụng. Đây là cái kỹ thuật khoan với dùng cái mũi khoan gọi là mũi khoan đồng đồng tâm, mũi khoan đồng tâm của cái hãng Boston Scientific. Thế thì ngoài ra ở trên thế giới họ có cùng kỹ thuật khoan khác. Đây là ở viện chúng tôi đang dùng cái mũi khoan của cái hãng Boston Scientific đây. Thì cái hệ thống này thì đó là cái việc khoan như bình thường, như là ông ta một bình thường khoan đồng tâm, tức là nó sẽ cái đầu mũi khoan nó quay tròn như thế thôi đấy. Đây ví dụ chúng ta phát hiện ra một cái động mạch vành nó bị tắc nghẽn đúng không ạ. Đây mạch vành đây vôi đầy đúng không ạ, rất nhiều vôi, rất khó cản trở rất nhiều trong quá trình can thiệp.
Đấy thì chúng ta tại sao phải dùng nó, đúng không ạ? Đấy là những cái căn vôi hóa rất là nặng, ta sẽ cần phải dùng đến đến cái đầu mũi khoan này. Đây là cái mũi khoan đầu phổ kim cương đằng trước, quay tốc độ rất nhanh. Đây là cả hệ thống của nó. Nên sau khi nó cải tiến những cái rất là nhanh gọn, nó không cần phải nhiều ấy nữa, không cần phải nhiều thiết bị nữa. Đây là có những cái nút để điều khiển cái mũi khoan, không có gì đặc biệt cả. Đây, và toàn bộ hệ thống sẽ được kết nối với cả hệ thống khi nén cũng như hệ thống bàn đạp điều khiển. Đây, đây là toàn bộ cái mũi khoan, sẽ đầu đưa đầu mũi khoan tiến lên chiếc. Đây là cái màn hình giúp cho tốc độ bao nhiêu lần trên một phút, đúng không ạ? Đây, ví dụ là 155.000 vòng trên phút này. Người ta kết nối cái hệ thống vào với nhau, kết nối với cả hệ thống khí nitơ. Đấy, sau đó chúng ta đưa cái dây, chúng ta sẽ đưa cái dây cái mũi, đây đây là mạch máu, chúng ta sẽ đưa cái dây khoan qua cái hệ thống tổn thương. Sau đó dùng mũi khoan quay tốc độ rất nhanh, nó sẽ bào cái mảng xơ vữa thành những cái phần tử rất nhỏ tiến về phía trước. Đấy, chúng ta đi chậm rãi, cứ mỗi lần khoan một chút thôi, không đi một mạch hết cả cái đoạn mạch. Ví dụ trong đây khoan 3 lần, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tạo được một mạch khá là bằng phẳng, khá là tốt, đã được bào tốt cái mảng xơ vữa vôi đi rồi, tất cả những vôi gần như đã bay mất rồi, đúng không ạ? Ta khoan lại cho nó chắc chắn, đảm bảo nó hoàn toàn thông suốt cái đường đó. Sau đó thì sau khi đã xong rồi, chúng ta sẽ nong và đặt stent vào thần quy thôi, đúng không ạ? Quá trình đặt stent cho bệnh nhân. Đấy, sau khi như vậy chúng ta đã can thiệp xong một cái nhánh mạch vành bị khoan cũng tương đối là phức tạp, đúng không ạ? Đấy, thế thì ngoài ra thì trên thế giới thì họ lại còn có một cái thiết bị khoan khác với cả viện tim mạch, mà chắc là trong tương lai chúng có thể chúng ta sẽ cũng đưa về để sử dụng, đó là cái thiết bị khoan gọi là khoan lệch tâm. Đấy, đây là khoan lệch tâm, tên thiết bị tên là Orbital. Orbital là khoan lệch tâm. Nó về nguyên tắc khoan nó vẫn như vậy, nhưng mà nó sẽ khác đi về mặt gọi là ý tưởng. Đấy, bên kia nó sẽ khoan, tức là cứ quay tròn để mà khoan, nhưng cái này sẽ quay một cách gọi là lệch để nó khoan. Giống như mấy, chắc là bạn nào mà có người quen làm thợ mộc mà xem nhiều, chắc cũng có cái mũi khoan đấy. Trong cái ngành mộc tôi kiểm tra rồi, có những mũi khoan lệch như thế này. Đây là những mảng vôi. Đấy, máu sẽ bị cản trở ở những vị trí như này, đương nhiên rồi, tắc mạch. Chúng ta đưa một cái dây, đưa dây qua và đưa mũi khoan xuống. Ở đây, đấy các bạn thấy nó khoan lệch đúng không ạ? Không khoan đều nữa. Nó chạy lông nhông như con ngựa đấy, đúng không ạ? Đấy, nó chạy nó qua nó khoan. Đấy, nó khoan như vậy. Đấy, đây là nó khoan lệch. Và có cái rất hay đó là chúng ta không cần nâng cấp mũi khoan. Không cần nâng mũi khoan bởi vì là chúng ta khi rút ngắn cái độ dây này lại thì cái đầu này nó to hơn, và như vậy nó tạo đường kính nó to hơn. Đây này, người ta rút ngắn đầu dây lại thì cái đường kính của cái mũi khoan sẽ to hơn, và nó vẫn có tinh thể kim cương đó, nó bào cái mảng xơ vữa rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Đấy, khoan như vậy là cùng một cái lần chúng ta có thể điều chỉnh kích cỡ bao nhiêu tùy ý chúng ta, bao nhiêu cũng được, nên tăng cao hết cỡ cũng được, như vậy nó khoan. Và cái đặc điểm, cái ưu điểm của cái khoan Orbital này rất tốt, đó chính là dòng máu hoàn toàn không bị cản trở trong khi khoan, dòng máu vẫn chảy như bình thường. Đấy, trong khi đó là cái mũi khoan đồng tâm của chúng ta kia nó sẽ chặn hoàn toàn dòng chảy khi chúng ta khoan, nhưng đối với cả cái Orbital thì nó sẽ vẫn còn dòng chảy vẫn nguyên lành như thế. Và sau khi khoan rồi, công việc đặt stent đối với chúng ta sẽ đơn giản hơn khá nhiều, đúng không ạ? Ta đặt stent thế là thành công một cái mạch đó. Thì xin lỗi bạn chút là pin còn có 5% thôi về lấy sạc ạ.
Và chúng ta tiếp tục, bây giờ là năng lượng này có đây, cho này trở lại rồi. Thế thì cũng nhân tiện với đây, thì đối với tổn thương vôi hóa chúng tôi cũng muốn giới thiệu các bạn một cái thiết bị nữa, và nó cũng ý tưởng rất là tốt đấy, đó là chúng ta sẽ không dùng mũi khoan để khóa những, để điều trị những cái mảng vôi, mà chúng ta lại phá mảng vôi bằng sóng siêu âm. Rất hay đúng không ạ? Đây là một cái công ty là Shockwave ở bên Mỹ, họ nghiên cứu, họ đề xuất, cũng thế chúng tôi thấy ý tưởng rất là tốt. Ví dụ đây là cái mảng vôi đúng không ạ? Chúng ta sẽ đưa một quả bóng đặc biệt, bên trong nó có những cái điểm điện cực nó phát ra sóng siêu âm. Đấy, sau khi đưa bóng đúng vị trí lên bóng, hay sau đó sóng siêu âm phát ra, và chúng ta thấy để ý nó là những cái mảnh vôi đang vỡ dần, đúng không ạ? Đấy, mảnh vôi vỡ dần. Đấy, sau khi mảnh vôi vỡ ra, chúng ta sẽ dùng lên bóng với áp lực cao hơn để cho mảnh vôi nó bị phá vỡ cấu trúc, nó ép vào trong thành mạch, đúng không ạ? Hay sau khi xong, chúng ta đã phá, coi như là đã phá vỡ mảng vôi đó ra, và chúng ta sẽ đặt stent như bình thường, không cần khoan, đúng không ạ? Đấy, đây cái ý tưởng rất là hay, nhưng mà tuy nhiên nó đang trong cái đoạn nghiên cứu thôi, nó chưa đưa ra. Vì nếu mà xảy có những cái tình huống như vậy, thì có những cái thiết bị như vậy, chúng ta sẽ rất là hiệu quả cho bệnh nhân đỡ phải khoan, tránh ngoại biến chứng khác. Chỉ dùng sóng siêu âm thì nó phá vỡ mảng vôi thôi, để nó vỡ, phóng siêu âm rất mạnh phá. Như là chúng ta lấy cao răng, đúng không ạ? Y hệt như các bạn đi lấy cao răng, thì cũng dùng sóng siêu âm để phá vỡ những mảng cao răng như thế này, đúng không ạ? Thì trên đây là cái kỹ thuật gọi là khoan mảng xơ vữa trong động mạch vành, thì là cũng một kỹ thuật cũng ứng dụng thường quy ở viện tim mạch chúng tôi. Và như là hàng tuần đều có khoảng độ tầm 5-7 ca khoan mạch máu, vì là những cái tổn thương vôi bây giờ rất là nhiều. Đấy, và thông thường những cái tổn thương vôi nặng như vậy ở dưới các tuyến này, anh em lại không có thiết bị để khoan thì sẽ gửi lên chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm khoan những mảng xơ vữa như vậy. Thế còn để kết thúc cái cuộc chạy marathon kiến thức ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi với bài cuối cùng, là một cái bài mà chúng ta cũng thấy cũng tương đối là hay. Đấy, đó là chúng ta các bệnh nhân là chúng ta sẽ gọi là triệt đốt vách liên thất bằng cồn. Đấy, ở những bệnh nhân có bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn, đúng không ạ? Tên của bài này chắc là nhiều bạn cũng đã nghe tới, đúng không ạ? Nhưng có chắc là cái số những bạn mà đã chứng kiến kỹ thuật này cũng như trực tiếp làm chắc lẽ không nhiều. Bởi vì bây giờ như viện chúng tôi cũng thỉnh thoảng mới làm thôi, vì những cái ứng cử viên rất tốt cho những cái trường hợp như thế này nó cũng không phải là quá nhiều. Mặc dù những cái bệnh cơ tim phì đại thì được chẩn đoán cũng tương đối là nhiều, không phải là ít. Thì bệnh cơ tim phì đại chúng ta lướt qua rất nhanh, đó chính là tên là HCM, đúng không ạ? Hypertrophy cardiomyopathy thôi. Bệnh cơ tim phì đại thì tỷ lệ khoảng độ 1/500 cái dân số, tuy nhiên phì đại mức độ khác nhau. Thế tuy nhiên là nó sẽ có những nguy cơ, những cái thể mà rất nặng, có tắc nghẽn thì có thể là dẫn đến đột tử, suy tim hoặc là rối loạn nhịp nặng. Đấy, và có chia làm hai thể là có cái tắc nghẽn đường da thấp trái, đúng không ạ? HOCM, đúng không ạ? Hoặc là những trường hợp mà không có tắc nghẽn, thì rất là may mắn là những trường hợp mà không tắc nghẽn thì thường xuyên xảy ra thì gặp nhiều hơn, và những cái bệnh nhân mà có tắc nghẽn đường da thấp trái thì ít gặp hơn. Thế thì khi mà đã có tắc nghẽn bệnh cơ tim phì đại như vậy rồi, đúng không ạ? Thì nếu mà đã có nhiều phương án khác nhau, thì ví dụ là nếu mà không tắc nghẽn đường da thấp trái là chỉ điều trị nội khoa, rất may rất nhiều nhân trong số này. Đấy, nhưng mà nếu mà có tắc nghẽn đường da thấp trái thì chúng ta có thể là mổ để cắt vách như thế đi, cắt cái vách cho nó mỏng bớt đi, hoặc là chúng ta đốt vách liên thất bằng cồn, đúng không ạ? Hoặc là cấy cái máy khử rung vào trong người bệnh nhân để đề phòng khi rối loạn nhịp nó rung thất, nó sốc điện luôn, đúng không ạ? Thế thì đốt vách liên thất, đúng không ạ? Nghe như là chúng thì rất là ghê gớm, nó cũng không phải RF, nó cũng không phải dùng bật lửa để đốt cho nó cháy, mà nó là một kỹ thuật khác, lát nữa chúng ta sẽ nghiên cứu phía sau. Thì đây là một phương án điều trị cũng khá là hiệu quả, đúng không ạ? Tỷ lệ cũng không phải là ít, đúng không ạ? 500.000 dân số là sẽ có chung là sẽ cỡ khoảng độ 1/500, và những cái bệnh nhân có tắc nghẽn thì 1/500.000 dân số là sẽ có cái bệnh lý như vậy. Đây chúng ta thấy là trên cái giải phẫu bệnh cũng như trên siêu âm giải phẫu bệnh, nên toàn bộ vách liên thất đường da thất trái rất dày, đúng không ạ? Dày lắm. Giả sử mà cái con lợn nào mà ngon như này thì ăn thì rất là ngon, đúng không ạ? Nhưng mà rất không may là người mà bị như này thì không ngon chút nào, nhưng mà con lợn mà được tìm như này thì tuyệt vời, ăn rất là ngon giòn, đúng không ạ?
Thế thì còn trên cái siêu âm chúng ta thấy là cái vách ni thất ở đường da thất trái rất là dày, đúng không ạ? Đấy thì các triệu chứng cũng chúng ta phát hiện trên lâm sàng và ta đánh giá qua siêu âm tim, đúng không ạ? Đau ngực, khó thở, ngất, đúng không ạ? Trên siêu âm mình thấy chèn nhác của đường da thất trái là dấu hiệu SAM cho bệnh thất, thì các bạn chuyên gia siêu âm mình sẽ đánh giá cái chuyện này rất là dễ thôi, đúng không ạ? Đấy, và nguy cơ lớn nhất chính là đột tử ở người trẻ tuổi, hoặc là suy tim, đau ngực, suy tim, giảm chất lượng cuộc sống, đột tử ở người trung niên hoặc người cao tuổi. Như vậy là rất nhiều trường hợp đột tử, cứ đột tử là thường người ta nghĩ liệu là có rối loạn nhịp hoặc là bệnh cơ tim phì đại có tắc nghẽn hay không, thì là chính là những cái bệnh bệnh nhân như vậy, đúng không ạ? Đấy, và có thể đến 1% hàng năm, 100 người y rằng có một người sẽ bị đột tử qua các cái nghiên cứu dọc từ trước đến nay. Đấy, tỷ lệ tử vong cũng sẽ qua theo dõi nhiều năm thì đấy, thì càng ngày càng tăng dần nếu mà có nhân đã có tắc nghẽn, đúng không ạ? Đấy thì một số yếu tố làm tăng nguy cơ, ví dụ người trẻ này, hoặc là có kiểu gen, ví dụ gia đình có người đột tử tuổi trẻ thôi, tiền sử ngừng tuần hoàn hoặc là rung thất, chênh qua áp qua đường da thất trái lớn trên 30 mét thủy ngân, hoặc tiền sử ngất nó có quá dày, có cơn nhịp nhanh thất trên hoan tơ điện tim, hoặc là có tụt huyết áp khi làm cái gắng sức. Đấy thì đó chính là những yếu tố mà tiên lượng nguy cơ bệnh nhân này sẽ dễ đột tử hơn nếu mà có bệnh nhân có bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn đường da thất trái. Thì và chính đó là cái chính này bề dày vách nhanh thất là yếu tố tiên lượng nguy cơ đột tử, càng dày thì đột tử càng cao. Ông nào mà siêu âm tim đến dày 3 cm cái vách nhanh thất thì khủng khiếp, tỷ lệ đột tử có thể lên tới 18%, rất là cao. Tương tự như vậy, chèn nhác càng lớn thì là yếu tố tiên lượng tử vong đột tử càng lớn, đúng không ạ? Đây là các cái hướng dẫn và hướng dẫn tiếp cận các cái bệnh nhân mà có cái bệnh cơ tim phì đại, đúng không ạ? Nếu mà có triệu chứng thì chúng ta sẽ làm cho những cái nghiệm pháp gắng sức, siêu âm tim gắng sức chẳng hạn. Nếu mà có trường hợp mà chèn nhác quá lớn trên 50 mét thủy ngân qua đường da thất trái thì chúng ta sẽ phải tính phương án là một là phẫu thuật, hai là có thể đốt cồn cái vách nhĩ thất cho bệnh nhân. Tương tự như vậy, đúng không ạ? Các cái bệnh nhân mà có suy tim, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta bệnh nhân không tắc nghẽn thì chúng ta sẽ hoàn toàn điều trị nội khoa thôi. Đấy, chúng ta sẽ điều trị bằng tất cả những thuốc điều trị nội khoa như bình thường, đúng không ạ? Các beta blocker, đấy các cái gì các loại thuốc khác lợi tiểu là chặn kinh canxi, đúng không ạ? Đấy, và cân nhắc nếu mà suy tim quá thì có thể cân nhắc thay tim cho các bệnh nhân mà bị cơ tim tắc nghẽn mà không có thể không tắc nghẽn nhưng mà suy tim nặng thì cũng cần phải có thể tính phương án thay tim. Đây thì là hai cái biện pháp chính giúp can thiệp cho các bệnh nhân mà có bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn mà có triệu chứng. Thì thứ nhất là ta sẽ cắt cái vách nhĩ thất đi, đúng không ạ? Các bác sĩ dày dặn kinh nghiệm sẽ bộc lộ quả tim bệnh nhân ra, thấy cái phần vách nhĩ thất ở đường da thất trái dày cộp lên, ta sẽ cắt đi tạo nên một cái thông thương như thế này, tái tạo lại. Thế tuy nhiên là phải người rất dày kinh nghiệm, nếu không ta sẽ cắt nhiều chỗ khác nữa gây ra block nhĩ thất các kiểu thì gây ra thiếu hụt và cắt những cái tổ chức xung quanh, thì rất là như vậy cần những người có giỏi, rất giỏi mới có thể cắt được cái này hoặc là được đào tạo kỹ. Do vậy mà tỷ lệ giờ các bệnh nhân mà chỉ mở cái tim ra để cắt một ít phần cơ tim đi như vậy rất ít, gần như không bác sĩ nào học cái món này cả. Do vậy nó sẽ thất truyền, đúng không ạ? Không ai học, vì học mổ thay van hoặc là mổ cầu nối chụp vành tốt hơn nhiều chứ, bệnh nhân thì đông. Đấy mà lại mổ nhiều mà lại hiệu quả tốt. Đây hiệu quả cũng tốt nhưng mà cả bao nhiêu ca mới mổ cắt đi một tí đi, mổ cả quả tim mà cắt đi một mẩu bé bé khoảng độ ngón tay cá thì không đáng. Như vậy thì do vậy mà mới nghĩ ra cái là liệu chúng ta có thể làm mỏng cái vách nhĩ thất này thay vì mở tim mổ để ra thì tay vì biện pháp nội soi gì đó có thể làm mỏng vách nhĩ thất đi không? Thế thì ta nghĩ ra, tôi sẽ gây nhồi máu cơ tim cho cái vùng dày này, vách nhĩ thất dày này, đúng không ạ? Thế thì đây, chúng ta thấy, đây là động mạch vành bên trái đây, đúng không ạ? Động mạch nhĩ thất trước ở đây, đúng không ạ? Sau đó thì có một cái nhánh gọi là nhánh septan, đúng không ạ? Đấy thì thông thường những septan đầu tiên, đấy là mà lớn, thì sẽ chịu nhiệm nuôi dưỡng máu cho cái vùng cơ tim mà chính là cái chỗ đường da thất trái, vách nhĩ thất, đúng không ạ? Thế thì khi đó chúng ta sẽ gây nhồi máu cho cái nhánh septa này. Đấy bằng cách là gì? Bằng cách sẽ bơm cái cồn tuyệt đối 100 độ vào thẳng vào cái vùng cơ tim này. Đầu độc cái vùng cơ tim này bằng cồn nó sẽ chết đi. Nó sẽ chết qua như nhồi máu cơ tim. Và khi nó chết nó sẽ sẹo hóa và nó tạo nó làm mỏng, nó không dày nữa, nó sẽ mỏng đi, dẹp đi. Như vậy sẽ vô hình chung sẽ làm giảm bớt cái chèn nhác qua đường da thất trái. Và cái hiệu quả chúng ta đạt được cũng gần như là chúng ta mở phanh ngực bệnh nhân ra để cắt một phần cơ tim đi, đúng không ạ? Thế thì người ta cũng đã nghiên cứu rồi, tuy nó chưa chứng minh được tiên lượng nhưng cải thiện được triệu chứng và làm giảm chèn nhác qua đường da thất trái. Đấy, và cho đến nay là nhiều năm về trước rồi, năm 99 thì khoảng 4.000 ca trên thế giới đã làm những cái trường hợp như thế này, đúng không ạ? Đấy, thế thì nó sẽ có tác dụng là làm giảm những cái triệu chứng của bệnh nhân và làm giảm chèn nhác qua đường da trái rất là tốt. Đấy thì so sánh phẫu thuật và can thiệp người ta thấy sao? Thì các bệnh nhân tử vong trong bệnh nhân thì hai nhóm không có khác biệt gì nhau. Và đối với các nghiên cứu phẫu thuật cũng như là đốt cồn vách thất thì thấy là cũng không có nhiều khác biệt về cả các thông số, kết quả kỹ thuật cũng tương đối tốt, chèn nhác qua đường da thất trái cũng giảm. Tuy nhiên là đối với nhóm mà cái nhóm mà dùng triệt đốt vách thất bằng cồn ấy thì cái tỷ lệ
bệnh nhân phải cần đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn là cao hơn so với cả cái nhóm có ý nghĩa, so với nhóm mà cắt bỏ vách ly thất. Đấy, bởi vì tại sao? Vì khi chúng ta mà gây nhồi máu cơ tim cái vùng vùng nhồi máu cơ tim vùng vách ly thất đấy, thì nếu chúng ta mà lựa chọn cái nhánh nó không, nó quá lớn quá, thì nó sẽ gây ra block ly thất cấp 3. Đấy, và khi đó chúng ta đòi hỏi là cấy một cái máy tạo nhịp cho bệnh nhân. Các bệnh nhân được lựa chọn nó là gì? Đó là bệnh nhân được chẩn đoán bệnh cơ tim phì đại, có tắc nghẽn đường dao thân trái, đây là cái tiêu chuẩn quan trọng, là có tắc nghẽn, có các triệu chứng rõ rệt lâm sàng, ví dụ có ngất này, có đau ngực này, suy tim ly 2-3-4 này, mà đáp ứng điều trị với khoa tối ưu cũng không được, không đáp ứng được điều trị khoa tối ưu. Có dấu hiệu tắc nghẽn rõ rệt về mặt hy động, là khi chúng ta thông tim trên phòng thông tim, chúng ta chân nháp qua đường dao thân trái trên 50mm khi nghỉ ngơi, hoặc là khi các nghiệm pháp gắng sức, đúng không ạ? Hoặc là trên các cái dấu hiệu SAM trên siêu âm tim đấy, và có bề dày vết ly thất trên 17mm là có thể có chỉ định là chúng ta phải đốt cồn vách ly thất cho bệnh nhân này, đúng không ạ? Và sau đó bệnh nhân sẽ được chụp động mạch vành và thấy là cái mạch vành này có cái hình thái phù hợp, có cái nhánh vách, tức là nhánh septal đấy, là chi phối vách ly thất một cách phù hợp đấy, để có thể can thiệp đốt vách ly thất, thì chúng ta sẽ lựa chọn bệnh nhân. Tóm lại là lựa chọn bệnh nhân này không phải là dễ, đúng không ạ? Sàng lọc vài ca mới may ra được một ca có thể đốt được cái nhánh đó, bởi vì là cái vách ly thất, cái động mạch ly thất trước nó chia rất nhiều cái nhánh vách, tức là nhánh septal. Thì có những người đặc biệt thì cái nhánh đầu nó khá lớn, nó nuôi đủ một vùng cơ tim. Thì nếu mà rất nhiều nhánh nhỏ, ta sẽ có thể chúng ta không làm được gì cả, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ đối với mọi bệnh nhân, chúng ta sẽ có cái khám lâm sàng, điện tim, siêu âm tim, chụp động mạch vành, thông tim trái. Sau đó thì sẽ thực hiện thủ thuật tiêm cồn, đốt cồn cái vách ly thất đó, và sẽ được theo dõi tại đơn vị chăm sóc hồi sức tim mạch. Đấy, và bên cạnh đó là các cái điều trị cơ bản vẫn phải cần như thế, heparin trọng lượng phân tử thấp, kháng dược tử kép, beta blocker vân vân. Đấy, và làm một loạt các vấn đề điện tim, men tim, siêu âm tim. Đấy, bệnh nhân được hẹn tái khám một cách từng quy từng quy. Thủ thuật này thì sẽ được tiến hành tại phòng can thiệp. Bệnh nhân được sử dụng thuốc chống đông và thuốc như bình thân can thiệp mạch vành bình thường. Tóm lại, các bạn đặt stent mạch vành như thế nào thì đối với chuẩn bị cho bệnh nhân đốt cồn vách ly thất cũng y như thế, đúng không ạ? Không khác gì cả. Chúng ta phải đặt một cái máy tạo nhịp tạm thời trước can thiệp. Đấy, rất yếu tố rất quan trọng, ta phải nên nhớ là rất nhiều cái nguy cơ về rối loạn nhịp tim, đặc biệt là nhịp chậm, do ta phải cần đặt một cái máy tạo nhịp chờ trước khi can thiệp. Chúng ta sẽ chụp động mạch vành để xác định nhánh vách có thể đốt được, đúng không ạ? Và chúng ta đặt một cái guiding như can thiệp động mạch vành bình thường, như là stent bình thường, và chúng ta đưa dây dẫn và một quả bóng đặc biệt, và là cái bóng over the wire đấy, để bịt đầu gần của một nhánh của cái nhánh mạch vành, nhánh vách đó, đúng không ạ? Và chúng ta tiêm một lần cồn bằng độ dày vách ly thất, ví dụ vách ly thất dày 20mm thì chúng ta sẽ tiêm khoảng độ 2ml cồn tuyệt đối 100 độ. Đấy, cái cồn này không phải là có sẵn, khi nào chúng ta chuẩn bị làm phải báo vật tư họ mới lĩnh cái cồn về chúng ta dùng. Đấy, và cồn và bơm bóng và bơm toàn bộ lượng cồn trong vòng cỡ khoảng độ 10 phút để cho nó ngấm toàn bộ cái cồn đó vào trong cái vách ly thất, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đánh giá là kết quả sau thủ thuật. Đây, và rất nhiều các cái biến chứng chúng ta cần theo dõi xung quanh thủ thuật này, đúng không ạ? Nặng nhất là tử vong, có thể chết, nhồi máu cơ tim rất nặng, rối loạn nhịp nghiêm trọng không cứu nổi, chết. Các bệnh nhân rung thất, đúng không ạ? Hoặc là sau thủ thuật rồi về bệnh phòng mới rung thất, hoặc là trong vòng 3 ngày đầu sẽ xuất hiện block ly thất cấp 3. Đây mà đòi hỏi về cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn. Một số bệnh nhân là tách thành động mạch vành, một số lại thủng các động mạch vành, một số tụ máu vùng trọng mạch, và một số bệnh nhân bị chảy máu nặng. Đây là cái biến chứng mà chúng ta cần phải luôn phải theo dõi khi thực hiện thủ thuật này, cần theo dõi những cái biến chứng này nó có thể xảy ra. Thế thì đây là một cái ca lâm sàng chúng ta minh họa. Đấy, một bệnh nhân nam 39 tuổi, triệu chứng rõ, chẩn đoán rõ ràng là bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn rồi. Thì chúng ta sẽ tạo nhịp, chúng ta như thường quy tạo một cái sông tạo nhịp, đúng không ạ? Đây là sông tạo nhịp, tạo qua tĩnh mạch đùi phải, dùng một cái ống thông pigtail để luồn vào trong buồng thất trái, đúng không ạ? Qua đường động mạch quay để chúng ta xem áp lực như thế nào. Sau đó là một cái đường áp lực nữa để đo bên ngoài động mạch chủ, đúng không ạ? Dùng một cái guiding can thiệp mạch vành như bình thường, thông tim trái đo các đường áp lực và chụp động mạch vành trái. Chúng ta sẽ chụp động mạch vành trái đây. Đây động mạch liên trước, đúng không ạ? Chúng ta thấy rất nhiều nhánh vách đã chảy ra đây. Nhánh vách đầu tiên, đúng không ạ? Nhánh vách septal số 2 to, đúng không ạ? Đây này khá to đây. Đấy, còn một loạt cái nhánh vách đằng sau rất là bé, đúng không ạ? Đấy. Đấy, chúng ta thấy, đúng không ạ? Đây, cái nhánh vách thứ nhất, đúng không ạ? Nhánh septal thứ nhất, nhánh septal số 2, mình có một loạt những nhánh septal đằng sau rất là bé. Thế thì ở đây, qua đây chúng tôi thấy rất là mừng rồi. Cái nhánh này, dần là nhánh to, chi phối một lượng khá lớn cái vách ly thất ở dưới. Thì chúng tôi cố gắng sẽ can thiệp bịt cái nhánh này, cái tắc cái nhánh này đi, đúng không ạ? Đây là chính là mình sẽ làm sao bơm được cồn vào trong cái nhánh như thế này.
chúng ta luồn guai như can thiệp mạch vành như bình thường, chúng ta luồn guai vào nhưng mà luồn nhầm vào cái nhánh đằng trước đúng không ạ? Thế chúng ta phải luồn lại, chuyển lại vào nhánh số 2. Đây, luồn vào nhánh số 2, thành công rồi đúng không ạ? Đấy, mục tiêu chúng ta sẽ bịt vào cái nhánh này. Đây, chúng ta luồn một cái dây vào đằng trước, chúng ta dùng quả bóng để luồn vào đây. Cái quả bóng này để mục đích làm gì? Đây, đó chính là chúng ta sẽ để bịt toàn bộ cái dòng chảy nó không phụt ngược, không phụt ngược được từ phía dưới, phụt ngược lên trên. Thế tại sao cần quả bóng quan trọng như vậy là nó bịt? Bởi vì nếu chúng ta không bịt kỹ cái đường này đúng không ạ, thì như vậy là khi chúng ta bơm cồn xuống phía dưới như đây thì cái lượng cồn sẽ dội ngược trở lại động mạch vành, dội ngược lên phần động mạch lên trước đây, nó sẽ cồn nó sẽ phun từ dưới, nó phun ngược lên trên, thì khi đấy nó sẽ đầu độc toàn bộ này nhé, nhìn lên trước này, nó gây ra máu cơ tim chức rộng ngay lập tức. Đấy, như vậy là rất cẩn thận, rất khéo léo để làm cái kỹ thuật này. Đây, chúng ta đã sau đã luồn thành công cái quả bóng vào trong cái nhánh septum số 2 là nhánh to như vậy, với đường kính là 2.0 mm over the wire. Đấy, thế quả bóng này đặc biệt cái là mình nó không giống như quả bóng can thiệp mạch vành bình thường, tức là quả bóng này nó sẽ toàn bộ nó sẽ nằm trên từ đầu gần đến đầu xa nó thông thương với nhau. Thế trong cái đó là cái quả bóng bình thường thì đầu gần đầu xa không thông thương với nhau, chỉ thông thương một phần thôi. Đấy, sau khi chúng ta luồn được cái quả bóng và đảm bảo đúng trong nhánh đúng rồi thì chúng ta sẽ rút cái dây ra khỏi, rút dây ra đúng không ạ, rút cái dây ra, và khi đấy chỉ còn một quả bóng nằm chơi vơi đấy giữa cái nhánh sepa này thôi, nhánh vách này thôi đúng không ạ. Đấy, và một khâu rất quan trọng là chúng ta phải kiểm tra đây, đúng rồi, chúng ta bơm cản quang qua quả bóng đó để chúng ta đảm bảo rằng là không có cản quang phun ngược lại trở lại động mạch vành, chứ nếu mà có phun ngược lại chúng ta phải chọn quả bóng khác, chứ nếu mà quả bóng mà phải hoàn toàn không có một chút cản quang nào phun ngược trở lại động mạch lên trước, bởi vì là tí chúng ta cũng bơm như thế này, thì nếu mà có cản quang phun ngược trở lại tí chúng ta bơm cồn thì cồn nó phun ngược trở lại động mạch lên trước thì sẽ gây nhồi máu cơ tim chết ngay. Thế nên do vậy chúng ta sẽ phải là đảm bảo rằng chắc chắn là không có một chút cản quang nào quay ngược trở lại động mạch lên trước. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ bơm cồn tuyệt đối đúng không ạ, ta bơm cồn vào đấy, bơm cái cồn này với cái số lượng thời gian là bơm 5 đến 10 phút, số lượng thì bằng 1 ml cho 10 mm độ dày vách nhĩ thất. Ví dụ dày 20 mm thì ta bơm 2,0 ml cồn tuyệt đối, ta bơm vào đằng xa, bơm chậm rãi liên tục, và trong khi đó ta sẽ theo dõi cái chênh áp giữa cái buồng thất và cái động mạch chủ đúng không ạ, để ta xem là cái áp lực đã giảm đi chưa. Sau khi bơm xong rồi, đánh giá các huyết động ổn định rồi, ngoài các thông số không rối loạn nhịp tim, không có vấn đề gì cả, chúng ta sẽ chụp lại động mạch vành để kiểm tra và đo áp lực. Đấy, là kiểm thì rõ ràng cái nhánh này đã bị tắc đến một nửa da rồi đúng không ạ, cái nhánh này lẽ rất là to, giờ đến đây nó bị tắc mất rồi đúng không ạ, trong cái đó là không, cái nhánh động mạch lên thân trước vẫn còn nguyên, bảo tồn không bị phồn cồn phụt trở lại đúng không ạ. Đây, toàn bộ cái vùng cơ tim chết đen đen ở dưới, nó ngấm cản quang ở dưới, nó bị chết hết cái vùng cơ tim phía dưới này rồi. Đúng không ạ? Đây, chúng ta đã như vậy, chúng ta đã thực hiện xong cái kỹ thuật đó. Đấy, thì đây là cái đường về biểu diễn về áp lực cái sự thành công của thủ thuật đây. Thì đây là cái đường áp lực chúng tôi ghi lại được khi đang làm cái đốt cồn cho vách nhĩ thất. Thế thì đây là cái đường của đường giao thất trái, đúng không? Áp lực rất cao đúng không ạ? Chênh áp rất lớn. Đấy, còn đây là cái của động mạch chủ đây, cái đường động mạch chủ ở dưới nhỏ đây. Đây đường động mạch chủ. Còn đây đường giao của đường giao thất trái áp lực rất cao. Cao vút lên trên này. Đặc biệt là sau một ngoại vô thất thì nó còn cao hơn nữa. Cao tít trên đây. Chênh áp lên tới hàng trăm mm thủy ngân đúng không ạ, cái khoảng này đây rất lớn, chênh áp hàng trăm thủy ngân. Thế sau khi đốt cồn xong, ngay sau thủ thuật đây, chúng ta thấy là hai đường này gần như bằng nhau, như vậy chênh áp còn rất ít, gần như không có chênh áp giữa đường ra thất trái đấy và động mạch chủ nữa. Đấy, chênh áp trong quang ra trái là gần như không còn nữa đúng không ạ. Đấy, thì như vậy là đây là kỹ thuật nó thành công, chúng ta đã đốt cồn thành công cái nhánh vách liên thất của động mạch liên thất trước để điều trị bệnh cơ tim phì đại quá tắc nghẽn. Thế thì cái kỹ thuật đấy đến đây là cũng hết rồi, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi.